Hello. Bây giờ Quy đang đứng ở một cái hồ rất là đẹp, cách Măng Đen là 25 cây số. Nước dâng lên rất là đẹp và cái mực nước chắc phải vào khoảng 40-50 mét ấy. Thế nên là cái khung cảnh không khác gì một thành phố Đà Lạt ngày xưa. Đấy, nhưng mà đứng ở một cái góc cao hơn nhìn xuống rất là tuyệt vời đấy. Ở Măng Đen có rất là nhiều điểm nhưng mà chưa khám phá hết thôi. Ủ